hai vận viên bắt tay nhau. Vâng, chào bác Dương Minh Khôi. Hai vận viên chuẩn bị tổ trọng tài chuẩn bị. Cái kia con nét bắt đầu. Bấm like đi, bấm like và bấm đăng ký kênh giúp em nhé. Để em hoàn thiện kênh. Nhỏ quá, không ngoài xem. Mấy trăm. Trên sân vận đang diễn ra trận thi đấu thứ 54 hạng 60 kg giữa hai vận viên Nguyễn Thị Ánh đơn vị Thanh Hóa góc thảm đỏ, 300 của mình. Nguyễn Thị Minh Linh từ Huế góc thảm xanh, vận động viên Nguyễn Thị Minh Linh trang phục xanh là một vận viên đẹp hơn nhiều đúng không? Góc bay đẹp nhỉ? Thần đồng của môn vật tự do nữ. Ôi, phải chấp nhận được. Và vận viên trong một gia đình có truyền thống môn vật tự do, có chị cả là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, chị hai là Nguyễn Thị Mỹ Trang. Cả hai chị cả và chị hai đều là những nhà vô địch ở các kỳ SEA Games. Nguyễn Thị Mỹ Linh là cô con gái thứ ba của gia đình họ Nguyễn Thị, sinh ra và lớn lên tại quê hương xứ vật Thừa Thiên Huế. Chà, trắng chuyển sang đen là ok này, bác Nguyễn Văn Chỉnh ơi. Đúng rồi, mà cái số nó nhảy lên là được bác ạ. Nào, làm gì được không? Sang sau rồi, bóc một chân rồi. Rồi, bóc nổi đây. Bánh xanh chín này xem hấp dẫn lắm các bác ạ. Có nhỉ, cố đỏ không thoát được đâu. À... vâng, em chào bác Nguyễn Duyên nhá. Hiện tại bây giờ rất là khó thoát. Xanh tấn công rất máu. Và thi đấu vật dân tộc rất khác với nội dung vật tự do mà các em đang sinh hoạt và tập luyện. Lại bông trắng được cháy. Tất cả các vận viên thi đấu. Lại bông trắng được cháy. Tại giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng trên quốc môn nước lần thứ 3 năm 2024 đều là những vận viên ở nội dung vật tự do. Nhưng khi chuyển sang thi đấu vật dân tộc, các em thi đấu cũng rất hay, rất quyết liệt và rất công hiến tất cả và rất hay. Xin quý vị tạm thưởng cho hai đứa vận viên của chúng ta một tràng pháo tay để cổ vũ động viên cho tinh thần thi đấu của hai em. Rồi. Thi đấu vật tự do, các vận viên sẽ tính điểm. Đáng là đáng. Thi đấu vật dân tộc không tính điểm. Hai chân đối phương đồng thời một lúc. Nhưng để làm thế nào nhấc nổi hai chân đối phương lên khỏi mặt hàng đồng thời cùng một lúc cũng là một vấn đề rất khó đối với các vận động viên cũng như các cô vật thi đấu ở các nội dung các cô vật sẽ đóng cố để thi đấu, còn các vận động viên chỉ đeo đai mặc quần áo chuyên môn để thi đấu. Có gần phết đi, không phải đơn giản đâu các bạn. Cứ tưởng sang sau được mà thắng đâu các bạn. Thôi, dừng lại, không được miếng đánh tiếp theo. Em chào bác Đức Nguyên. Chúc bác một buổi tối vui vẻ hạnh phúc, tràn đầy năng lượng. Hãy bấm like, bấm đăng ký kênh để ủng hộ Hoàng Chiều. Ủng hộ đất và người. Ủng hộ Đô Chiều và Đô Hoa. Hiện tại trên sân dưới có Đô Chiều và Đô Hoa đang ngồi quay phim phục vụ quý khán giả. Chán nhỉ, bác trọng tài này che mình quá. Chán. Tí bảo ông ấy, ông hết vào hiệp là ông ra mà. Thì ông đứng gần đây vào ông không. Mai không ngồi cạnh. Đề nghị các trọng tài chúng ta tập trung xác định vận viên nào tiêu cực và tích cực. Vận kia là gần trống. Hoặc ngồi chéo hẳn các kia. Vâng, bất luận được rồi, ban tổ chức ở đây là gần phố đi bộ mà. Trọng tài là ban tổ chức cũng là một. Lần thứ nhất,
Ông ơi, cho con nhờ ông nhách chân trái giúp con tí nhá. Trận đấu mời hai vận động viên vào giữa đài. Đấy. Trận đấu tiếp tục. Ông nghe được rồi các bạn, khả năng là ông sẽ không đứng ở trước máy nữa. Thật ra là công việc của ông nên là mình cũng không thể tránh được. Ông vẫn phải, có nghĩa là trọng tài các bác hiểu nhá. Khi mà bắt ấy là phải nhìn hai bên nách của vận động viên thì mới tìm ra được những cái đoàn thế, đoàn kỳ mà bị nguy hiểm để dừng trận đấu. Thế nên là không phải là không thích đứng như thế đâu các bạn, các bác phải hoan hỉ. Không phải bắt như thế mới sát thì báo cho trọng tài chống để dừng. Chúng ta lại trở lại với hiệp 2 của hai nữ vận động viên. Hiện tại các trọng tài chuẩn bị hiệp 2 bắt đầu. Hiện tại ngày hôm nay là đang đánh vòng loại các bác nhá, đang đánh như mình gọi là đang đánh lèo ấy. Nên là tất cả các vận động viên là ai mà thắng sẽ ngày mai sẽ vào vòng trong. Ở đây là trọng tài cân rất là cẩn thận các bạn. Cân rất là kỹ. Đánh theo hạng cân thì sẽ không có sự may mắn và cũng không phải có những đồ nhỏ con mà phải cố gắng để đánh thắng lại đồ to con hơn. Nhưng mà em nghĩ là hạng cân này thì khả năng là ví dụ như từ 55 đến 65 thì các bạn cũng phải chênh lệch nhau đấy, chứ không phải là đúng 55 cân đánh với nhau đúng 55 cân đâu các bạn. Thế rồi người ta sẽ chia ra nữ từ 55 đến 65 chẳng hạn đấy, 65 đến 75 kiểu như thế, chứ không phải là bằng cân nhau. Làm gì được không? Cô gái đeo bao màu xanh, hiệp trước là cô gái đeo bao màu xanh là cũng tấn công các bạn ạ. Đang Nguyễn chú lượt phen đây sang đây rồi ạ. Chú Đang thì cũng là phen ruột của đất và người anh ơi. Chú Đang hai chú cháu hay tâm sự với nhau lắm, tâm sự ở ngoài đời, tâm sự trên Zalo luôn anh ạ. Nhưng mà phải cái sới từ đây nó ra xa hơn gấp đôi. Kệ ông thôi, tí thay ông giờ mà. Ở các nữ vận động viên các em không có cố, do vậy để nhấc lên. Ông ơi, cháu nhờ ông tí. Ông ơi, cháu nhờ ông tí. Chỉ đứng ở đấy thôi, đâu có nhìn được. Biết rồi. Mình phải tránh. Mình giờ mình nhảy ra kia. Nhảy ra cuối kìa đẹp. Tí thôi mà, ông đứng đây tí thôi mà, còn không sao đâu. Cũng khó các bạn. Giờ mà chuyển máy thì khả năng là chịu ấy, bao nhiêu đồ ấy. Còn phải cân bằng, cân chỉnh nữa. Đấy, các bác trong live thì cũng biết là em cũng xin ông cũng rất là tình cảm rồi. Cũng nhắc nhở ông vài lần đấy, nhưng mà có vẻ như là ông đang chăm chú vào công việc quá, ông không nghe thấy. Vâng, xin quý khán giả thưởng cho hai nữ vận viên của chúng ta một tràng pháo tay để cùng với cùng thi đấu của hai nữ vận viên. Thi đấu thiên hề cán cạnh rất lan đồ. Hai nữ vận viên thi đấu quyết liệt ngay từ những giây phút đầu tiên. Đã hết hiệp thi đấu thứ nhất sang hiệp thi đấu thứ hai. Chia nữ vận viên nào thắng thua. Xét đường mạng các trọng tài, nữ vận viên đơn vị Thanh Hóa đang bị nhắc nhở một lần. Vâng anh Thịnh ơi, tối nay em không về anh ạ, tối nay là ngủ nhà nghỉ thôi. Thôi đứng dậy, không dùng đánh tiếp theo. Vâng, đây là một cái hay của vận dân tộc. Và chúc hai thằng trẻ con nghe ngồi đẹp. Góc mấy quay đẹp. Các Lam Đô, các Đô sẽ có khố. Các đô sẽ bám giữ và đánh các kỹ thuật khố. Trận đấu tiếp tục.
còn các nữ vận động viên chỉ đeo nam để phân biệt. Nữ đồ màu xanh và nữ đồ vận đồ đỏ. Tới sang kia xong rồi hoa bê đồ nhá. Thi đấu vật tự do các em sẽ đi giày chuyên môn, mặc quần áo chuyên môn và thi đấu. Còn thi đấu vật dân tộc các em sẽ mặc quần áo chuyên môn theo đai và đi trên đất để đấu trên thảm vật. Nhà đấy xa, zoom xa lắm. À, được rồi, thôi ngồi đây đi. Các bác nhá, em tính là em chuyển máy nhưng mà không còn góc nào sáng đẹp đâu các bác qua đi xem bác trọng tài một tí. Bạn sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống môn vật. Vận động viên trẻ Nguyễn Thị Mỹ Linh đang thi đấu rất chủ động, rất ác. 4 giờ đấy. Nguyễn Thị Ánh hết thời gian thi đấu hiệp 2. Mời hai vận động viên nghỉ 1 phút. Trọng tài nhắc vận động viên trang phục xanh thi đấu tiêu cực lần thứ nhất. Trận đấu tiếp tục. Vâng, hai vận viên đang thi đấu rất ngang tài, ngang sức, kẻ ăn mạng vừa nửa cân đã hết hiệp chính, hai hiệp chính sang hiệp phụ, chưa vận viên nào thắng được. Rất tin bản các trận tài, hai vận viên đều bị nhắc nhở, mỗi vận viên bị một lần nhắc nhở. Vâng, em cảm ơn bác Tùng nhé. Đến những giây phút cuối cùng, huấn luyện viên Kỳ Kim Minh Văn Thiên đã đứng ngồi công viên ở vị trí chỉ đạo của mình rồi. Cái này không cần. Không được mình đánh tiếp theo, xin chỉnh mời chân, hai chỉnh vận cái này đứng dậy thi đấu ở khu vực lớn. Thì đấy, thích ghé cái gì ghé. Sân, chủ động đi. Một lần nữa, ban tổ chức chúng tôi đề nghị bộ phận phục vụ sân bãi dừng lại, các anh dừng lại, không thi đấu nữa, xin chuyển ra ngoài. Một lần nữa, ban tổ chức chúng tôi đề nghị bộ phận phục vụ sân bãi ra giúp ban tổ chức chúng tôi lau thảm. Thảm đang rất trơn. Thi đấu rất quyết liệt. Để đổi cái máy lên trước đấy. Trận thi đấu thứ 54. Thi đấu quyết liệt ngay từ những giây phút đầu tiên đến những giây phút cuối cùng. Hiện nay thời gian thi đấu đã bước sang hiệp thi đấu thứ 3. Hết thời gian thi đấu, đề nghị hai vận viên giữ nguyên trang phục, di chuyển về vị trí để kiểm tra trọng lượng. Mời vận viên trang phục đỏ vào sân trước. Ông đang mồ hôi ạ, đề nghị vận viên trang phục xanh đứng vào thả. Đừng làm việc riêng nữa, lúc cần thì làm việc chung đi, giúp đỡ một tí. Dây này không vào được cái máy này đâu. Dây này nó không vào, lấy cái dây đen đi. Em cắm vào được mà. Mời hai vận viên đứng giữa thảm, chúng tôi xin công bố kết quả sau hiệp thi đấu thứ nhất sang hiệp thi đấu thứ hai. Ở hiệp thi đấu thứ ba, xét trên bảng các trọng tài, hai nữ vận viên đều có nhắc nhở một lần kiểm tra trọng lượng
Vận động viên trang phục đỏ có trọng lượng 57.9 cân luôn. Vận động viên trang phục xanh có trọng lượng 56.1 kg. Như vậy vận động viên trang phục xanh đơn vị Thừa Thiên Huế thắng cuộc. Đấy là quá đúng rồi. Xin trả thưởng cho hai vận động viên của chúng ta một tràng pháo tay. Xanh xanh đấu rất quyết liệt của hai em. Xanh thắng là phản ánh đúng cục diện của trận đấu. Mà xanh thắng là đúng bài này. Chứ từ đầu đến cuối là xanh tấn công nhiều, thành ra nhiều miếng đánh hơn. Đỏ thì chỉ có bò đây, chỉ có nằm và bò đây, không có miếng đánh à. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu. Xanh thắng là